Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi đến toàn thể quý vị những sản phẩm được lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay gồm có 7 cây đàn guitar điện bãi và một con loa liền âm ni bãi chơi đàn guitar. Thì tất cả những sản phẩm này đều là hàng bãi Nhật và đã được Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc vệ sinh lau chùi căn chỉnh tất cả mọi thứ. Vệ sinh ngon lành, tra dầu và các lúm volume, các cần gạt, căn chỉnh, căng dây, tất cả mọi thứ là đều ngon lành. Loa thì lắp đổi nguồn 220 trực tiếp vào trong loa. Thì quý vị về quý vị sẵn dùng, chế độ bảo hành 2 tháng. Tổng thể tất cả những đơn hàng trong ngày hôm nay thì các bác mua hàng là không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản. Nhận hàng được quyền bốc hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán, xem đúng cái sản phẩm mà quý vị đặt hàng hay không, hàng có chất lượng không, trong quá trình vận chuyển có dập vỡ gãy nát gì không, tất cả mọi thứ ok thì các bác thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng cho các bác là xong. Nếu hàng không chuẩn, quý vị có việc có quyền là không không lấy hàng đấy, phải đúng chuẩn lý do. Còn nếu đã đặt hàng thì phải có trách nhiệm là nghe máy và nhận hàng. Trung tâm Nhạc Phúc là có trách nhiệm là bán hàng đúng sản phẩm, hàng đúng chất lượng, được chưa? Chúng ta phải cùng xây dựng một cái mối quan hệ là giữa người mua và người bán để có một cái thương hiệu lâu dài về sau. Đó, cho người mua người bán nó có uy tín và chất lượng với nhau các bác nhé. Thì tất cả những đơn hàng ngày hôm nay thì đây là những đơn hàng mà các bác mua nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho trung tâm hoặc là gọi điện trực tiếp trung tâm, là trung tâm tư vấn gửi hình ảnh video cho những khách hàng đó. Có những cây là chưa hề lên clip một chút nào luôn đấy, thì hàng về cái thì có một số khách hàng là nhanh tay đã nhắn tin qua Zalo là tôi muốn mua một cây đàn như thế này, tầm tiền như thế này. Đấy, các bác cứ nhắn tin cho em, mạnh dạn nhắn tin cho em vậy. Số điện thoại của em là 0989 634 982. Các bác muốn gọi cho em thì gọi trong giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Còn ngoài giờ làm việc thì các bác nhập số điện thoại của em vào Zalo, nhắn tin nội dung qua Zalo là quý vị muốn mua sản phẩm gì, quý vị cứ chia sẻ qua Zalo cho em. Đến giờ làm việc em sẽ trả lời tin nhắn cho quý vị để lại số điện thoại em phát gọi lại cho quý vị nhé. Đấy, chúng ta phải dùng được Zalo. Bởi vì là thời buổi 4.0 rồi, chúng ta mà không sử dụng được cái Zalo thì nó rất là khó trong cái công nghệ hiện nay. Cái Zalo nó rất là thông dụng, chúng ta chỉ cần tải phần mềm Zalo về, chúng ta đăng nhập cái số điện thoại của chúng ta vào cái Zalo đó, sau đó tất cả những danh bạ khách hàng chúng ta lưu từ người thân cho đến người quen là chúng ta lưu ở trên cái danh bạ của chúng ta là nó sẽ hiển thị trên Zalo. Chúng ta kết bạn và chúng ta sẽ có thể nhắn tin trò chuyện qua Zalo bằng mạng 4G hoặc mạng Wi-Fi quý vị nhé, được chưa? Thì không để quý vị chờ lâu, thì Trung tâm Nhạc Phúc sẽ nêu tên từng đơn hàng trong clip buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là đơn hàng của bác Tuấn Nam ở Bắc Ninh. Bác này mua hai cái sản phẩm cùng lúc, đó là hai cây đàn guitar điện bãi, một cây Fender Death màu trắng 4 mô bin nhún hai chiều. Tiếp theo là cây xì viền đen vàng gỗ, đấy cũng rất là đẹp và rất là sáng trắng quý vị nhé. Tổng hai đơn hàng của bác được chiết khấu trừ hao và lấy theo phụ kiện. Mỗi một cây đàn của bác là sẽ được tặng 3 món quà tặng là một bao da 3 lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Bác ấy lấy đủ 3 món quà tặng quý vị nhé. Thì tổng hai đơn cho bác ấy và bác lấy thêm một cái sợi dây 5 mét hay đầu 6 ly này. Tổng chi phí hai đơn cho bác chiết khấu trừ đầu thì đuôi là còn 6 triệu 200 nghìn chưa tính cước phí vận chuyển quý vị nhé. Đó là đơn số 1. Đơn tiếp theo là đơn của bác Doanh ở cũng ở tỉnh Bắc Ninh. Bác cũng chốt được một cây xì viền đen vàng gỗ rất là đẹp, đó rất là ok. Đấy. Với tổng đơn hàng của bác ấy lấy thêm một cái dây 5 mét hay đầu 6 ly, đàn được tặng 3 món quà tặng là một bao da 3 lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Tổng đơn hàng của bác ấy là 2 triệu 150 nghìn. Cái cây này của bác ấy so với cái cây của bác Tuấn Nam thì cái cây này của bác Doanh là nó sẽ xấu hơn rất nhiều. Chúng ta nhìn sơ qua chúng ta biết cây này nhìn trắng bóng chờ mới hơn rất nhiều, và cây này thì có ố màu hơn và nó cũng rẻ tiền hơn. Đấy, chợ tiền nào của đấy các bác nhé. Tiếp theo là của bác Khưu Kim Khôi ở tỉnh Hậu Giang. Bác ấy chốt con xì viền đen trong là màu xanh. Đấy, với giá là 2 triệu, bác lấy thêm một cái dây đeo 100 nghìn. Cây đàn được tặng một bao da 3 lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Tổng tiền hàng bác thanh toán trung tâm là 2 triệu 100 nghìn chưa tính cước phí vận chuyển quý vị ạ. Đơn tiếp theo là đơn của bác Nguyễn Thanh Tuấn ở tỉnh thành phố Bến Tre. Thì bác ấy chốt con guitar 1 triệu 800 nghìn. Đây các bác nhìn này. Em vừa đọc con 2 triệu thì đây con 2 triệu đây mà đến con 1 triệu 8 thì chúng ta nhìn nè. Cái mô bin thì của nó ố màu vàng hơn thì tất nhiên là nó rẻ hơn 200 nghìn thì nó phải có cái gì đó, đúng không ạ? Đấy, cái cây này
của Nguyễn Thanh Tuấn với giá là 1.800.000, được tặng một bao da, bao lốp, một bộ dây mới và hai móng gậy. Đơn tiếp theo là đơn của bác Phạm Văn Quá ở Hà Nội. Bác cái chốt con màu đỏ 4 mobin 1234 đấy, hàng bắt đầu là phân khúc đời cao trở lên rồi. Con này rất là đầm tay và rất là nặng, rất là chắc quý vị nhá. Đấy, có chỉ đằng sau này. Con này bác cái chốt với giá là 2.800.000. Đấy, bác lấy thêm một dây đeo, một dây 5 mét, tổng tiền hàng của bác đấy là 3.100.000 chưa tính cước phí vận chuyển quý vị nhá. Chốt hai đơn cuối cùng là đơn của bác Vũ Đỗ Lê Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác cái chốt hai sản phẩm cùng lúc đó là một con guitar đấy, thương hiệu độc lạ, kiểu dáng cũng rất là chất, 4 mô-bin đây đấy, với giá 2.800.000 và một con loa nền âm ni bát 12 đó, có một cổng in vào và một cổng nghe nhạc MP3. Con này thì trung tâm bán với giá là 1.200.000 đó, thương hiệu Photogedex. Nhưng khi lấy hai sản phẩm cùng lúc thì bác này được tặng 200.000 cho mỗi sản phẩm. Bất cứ khách hàng nào cũng vậy nhé, lấy một sản phẩm thì chúng ta chưa được chiết khấu, nhưng lấy hai sản phẩm cùng một lúc sẽ được chiết khấu mỗi sản phẩm 200.000, được tặng 200.000 cho mỗi sản phẩm quý vị nhé. Và với cái tiêu chí mà trung tâm Nhạy Phúc đưa ra là không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản, chỉ việc cho họ tên, địa chỉ chi tiết kèm theo nội dung mua hàng thì trung tâm sẽ ship theo đường chuyển phát, ship tận nhà cho các bác, bóc hàng kiểm tra thanh toán tại nhà, đúng không ạ? Đó là một cái tiêu chí mà trung tâm đưa ra, là người thật việc thật nên là trung tâm mới dám làm như vậy. Chứ còn nếu mà những trường hợp mà lừa đảo thì bắt các bác là phải chuyển khoản này, đặt cọc này đấy. Nhưng có thể có những nơi người ta không dám làm như vậy, có những nơi người ta vẫn làm uy tín chất lượng nhưng người ta không dám làm như vậy. Người ta sợ là những gặp những khách hàng là bị bom hàng này, hay đặt hàng xong bom hàng thì những cái khách hàng đấy cũng cũng không phải là những khách hàng đàng hoàng, nên là người ta cũng sợ, là người ta cũng lấy một cái gọi là đặt cọc 100 hay 200 hay 300 gì đấy. Cái đấy thì nó cũng cũng là đúng thôi, bởi vì là người ta làm kinh doanh, cái gì người ta cũng phải tính là cái đường chắc ăn nhất, chứ không phải chủ chúng ta liều được, đúng không? Nhưng trung tâm Nhạy Phúc làm như này là rất là liều, nhưng mà biết là như vậy rồi đấy. Thì nhưng trung tâm cũng rất là mong sẽ gặp được những khách hàng tốt, những khách hàng đàng hoàng, những khách hàng đứng đắn. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thị trường giữa người mua và người bán, làm sao nó cảm thấy là một cái nơi để cho toàn thể các bác đến với trung tâm Hạnh Phúc là cảm thấy yên tâm, an toàn tất cả mọi thứ, các bác không phải lo lắng điều gì, được chưa? Bây giờ em sẽ test cái cặp sản phẩm của bác Vũ Đỗ Lê Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh. Em test đàn và loa này. Con loa này thì nó là với phân khúc là công nghệ của Nhật, nhà máy của Nhật, được đóng tại Trung Quốc. AC 100V. Đây các bác nhìn kỹ cho em ạ. Đó, và trung tâm Mỹ Phúc đã lắp đổi nguồn 220 trong này rồi. Hàng của Nhật thì thường là chạy điện 100V, các bác nhớ điều đó cho em. Và trung tâm Mỹ Phúc đã lắp đổi nguồn trong này, là các bác cứ thế cắm ở 220 không lo bị chập cháy nhé. Đây em cắm ở 220. Đó. Bật lên cho các bác xem. Được chưa? Thì lúc này chúng ta phải dùng một cái dây tín hiệu hai đầu 6 ly như này. Đó, một đầu chúng ta kết nối với loa, đầu kết nối với đàn, còn đầu còn lại chúng ta kết nối với con loa. Được chưa? Con loa này thì nó có nhiều chế độ này, một đúng gain tạo tiếng bè để chúng ta chơi guitar lead. Thì khi chúng ta chơi bình thường chúng ta để nó 15% thôi, còn đây là lúm level, là lúm to nhỏ này, bass chúng ta cắt bỏ bass đi cho về không luôn, chép chúng ta để 50 hoặc là 100%. Đấy, thì chúng ta chơi như vậy là nó sẽ rất là ok. Em thử cho quý vị nhé. Nhỏ nhưng tiếng rất hay các bác ạ. Đấy nha, bây giờ em tăng cái gai này lên để tạo tiếng bè để chơi guitar lead này. Đó. Đó, rất ok các bác nhá. Đấy, những con loa này tầm tiền như thế này, mua hai sản phẩm cùng lúc thì giá nó chỉ có 1 triệu thôi, quá là ok. Còn đây là cổng aux in, chúng ta có thể cắm kết nối điện thoại nghe nhạc ở đây được, được chưa? Đấy, cái này hôm qua em đã test trực tiếp với khách rồi, em không test lại nữa. Đó. Như vậy là cặp đôi sản phẩm của bác Vũ Đỗ Lê Hoàng đã hoạt động bình thường. Và bây giờ em sẽ tiến hành đến cái công đoạn là dán tem bảo hành và bao bọc đóng gói để chuyển cho bác ấy cho kịp giờ phát hàng quý vị nhé. Tiếp theo là em test đến cái sản phẩm của bác Phạm Văn Quá ở Hà Nội.
Đây, bác ấy lấy cái sản phẩm này. Đây. Em sẽ test ra con loa Fender 2 bát 20 trên một thùng. Đó, vô cùng chất lượng luôn. Con này thì em đang bán lẻ với giá là 7 triệu. Nó có chế độ Chandler. Đấy. Mat Boss để chúng ta chơi guitar lead, chơi rất là hay các bác nhá. Con này rất là hay. Mà bác nào mua là khách hàng quen hoặc là mua hai sản phẩm của Núc, em tặng 1 triệu còn 6 triệu cho con Fender này. Cực kỳ hiếm luôn, cực kỳ chất luôn, chơi tiếng cực hay, cực rõ nét luôn các bác nhé. Tiếng trầm này. Nâng số 2. Sáng lên này. Nâng số 3. Trầm này. Nâng số 4. Nâng số 5. Đó, ok chưa? Cây đàn này cực kỳ chất, cực kỳ ok luôn. Tiếng cũng khá là hay. À, như vậy là cây đàn của bác Phạm Văn Quá cũng đang hoạt động bình thường quý vị nhá. Tiếp theo là đến cây đàn của bác Nguyễn Thanh Tuấn ở tỉnh Bến Tre. À, tách lắc số 1 này. Trầm này. Lắc số 2. Sáng lên này. Lắc số 3. Trầm này. Lắc số 4. 5 này. To nhỏ đây. Đó. Ok chưa? Như vậy là cây đàn này, cây đàn của bác Nguyễn Thanh Tuấn cũng hoạt động bình thường ok nhá. Đến cây đàn của bác Khưu Kim Khôi ở Hậu Giang. Đây. Tiếng trầm này. Lắc số 2. Sáng lên này. Lắc số 3. Trầm này. 4 này. Sáng lên này. 5 này. To nhỏ đây. Đấy. Rất ok các bác nhá. Đấy. Như vậy là cây đàn của bác Khưu Kim Khôi cũng hoạt động bình thường. Sang cây đàn của bác Doanh ở Bắc Linh. Lắc số 1 đây. Trầm này. Lắc số 2. Sáng lên này. Lắc số 3 này. Trầm này. 4. Rất ok các bác nhé. Đấy. Sang đến hai cây đàn của bác Tuấn Nam ở Bắc Linh. Tiếng trầm này. Lắc số 2. Sáng lên này. Lắc số 3. Trầm này. 4 này. To nhỏ. Đó. Rất ok các bác nhá. Cây đàn số 2 của bác ấy đây. Này. Lắc số 2 này. Sáng lên này.
3 này, trầm này, 4 này, 5 này, trầm này. Đó, rất ok các bác nhé. Như vậy là tất cả những đơn hàng trong buổi chiều ngày hôm nay là đang sống, đang hoạt động bình thường. Đó. Thì trung tâm Nhị Phúc cảm ơn các bác đã luôn luôn tin yêu và ủng hộ trung tâm Nhị Phúc. Thì bây giờ trung tâm sẽ tiến hành là dán tem bảo hành và bao bọc đóng gói những đơn hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì các bác quan tâm những sản phẩm như thế này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634 982. Hoặc các bác có thể nhập số điện thoại của em ở Zalo, nhắn tin trò chuyện qua Zalo quý vị nhé. Quý vị muốn gọi cho em trực tiếp thì vui lòng là liên hệ với em trong giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối ạ.
Thank you.
trích camera đấy mày nhìn cái xe này có biết nhìn thấy biển số nó bao nhiêu không? Không, không nhớ biển số. Không nhìn thấy được biển số. Không nhìn thấy à? Nó nhanh lắm, không nhìn thấy được biển số. Chắc nó phạt nhanh đúng không? Đúng rồi. Vâng, 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 vâng đi. Dạ. Bảo chúng mới bảo là cái xe sao lại để cho nhà bác để xe không vớ quá như vậy cơ. Đúng đâu. Ê, vâng, bác cứ đi chứ, đánh luôn. Quay cái để. Cháu ơi, thank you.
Thank you.
Như vậy là quý vị đã theo dõi tổng thể cái chi tiết ở những đơn hàng được lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì trung tâm Hạnh Phúc đã đóng gói và bao bọc rất là kỹ lưỡng và rất là cẩn thận. Cảm ơn các bác đã luôn tin yêu và ủng hộ trung tâm nhà Quỳnh Phúc. Kính chúc cho các bác có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Các bác quan tâm sản phẩm bên em thì xin lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0989614982. Liên hệ với em trong giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Còn quý vị muốn liên hệ với em ngoài giờ làm việc thì vui lòng nhập số điện thoại của em ở Zalo, nhắn tin nội dung qua Zalo quý vị nhé. Rồi, em xin kính chào tạm biệt toàn thể quý vị.